nhằm chia sẻ, động viên, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các vùng biên giới. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kiên Giang tổ chức chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương năm 2022 tại hai xã Vĩnh Điều và Phú Lợi, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ đã tặng 100 phần quà gồm gạo, mì gói, các nhu yếu phẩm khác và tiền mặt cho hội viên phụ nữ nghèo, mỗi phần trị giá 700.000 đồng. Tặng mô hình sinh kế cho 10 hội viên phụ nữ dân tộc nghèo, mỗi người 40 triệu đồng. Tặng 20 suất học bổng 1 triệu đồng một suất cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Tổng trị giá của chương trình là 130 triệu đồng do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ, vận động Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố và Hội Liên hiệp Phụ nữ 4 huyện và Hội Nữ Doanh nhân thành phố ủng hộ. Ngoài hai xã trên, chương trình đồng hành với phụ nữ biên cương giai đoạn 2021-2025, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ hỗ trợ đồng hành thêm hai xã Lộc Hòa và Lộc An, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Qua đó, sẽ có các hoạt động hỗ trợ phụ nữ hoàn cảnh khó khăn, khởi nghiệp, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, bằng việc hỗ trợ con giống tạo sinh kế bền vững và tiếp sức cho học sinh trong học tập.